sáng ngày 1 tháng 8 tại phủ chủ tịch chủ tịch nước tô lâm đã chủ trì lễ đón chính thức tổng thống timor leste joe ramos hota thăm cấp nhà nước việt nam chủ tịch nước tô lâm và tổng thống timor leste joe ramos hota đứng trên mục danh dự quân nhà cử quốc thiểu khai nước chuyến thăm của tổng thống joe ramos hota diễn ra trong bối cảnh quan hệ việt nam timor leste có những bước phát triển từ khi thiết lập mối quan hệ song phương đây là chuyến thăm chính thức thứ tư của lãnh đạo cấp cao timor leste tới việt nam hai nguyên thủ cúi chào quân kỳ quyết thắng của quân đội nhân dân việt nam chủ tịch nước tô lâm và tổng thống joe ramos hota duyệt đội danh dự quân đội nhân dân việt nam đội danh dự quân đội nhân dân việt nam tại lễ đón chủ tịch nước tô lâm và tổng thống timor leste joe ramos hota chụp ảnh chung trước khi dẫn đầu khai đoàn cấp cao của hai nước tiến hành hội đàm hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao khai nước việt nam timor leste chủ tịch nước tô lâm chào mừng tổng thống timor leste thăm cấp nhà nước việt nam và tin tưởng chuyến thăm sẽ giúp tạo sung lực cho quan hệ khai nước trong thời gian tới trước khi tiến hành hội đàm tổng thống timor leste rau ramos hota bày tỏ sự thương tiếc và chia buồn về sự ra đi của tổng bí thư nguyễn phú trọng Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Timor-Leste Joe Ramos Hota thăm cấp nhà nước đến Việt Nam ngày 31 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8. Tại lễ đón ở Phủ Chủ tịch sáng ngày 1 tháng 8, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Timor-Leste Joe Ramos Hota làm lễ trao cờ duyệt đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam. Sau lễ đón, hai lãnh đạo hội đàm để thảo luận về hợp tác song phương và chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác. Tổng thống Joe Ramos Hota thăm cấp nhà nước đến Việt Nam từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 theo lời mời của Chủ tịch nước Tô Lâm và dự kiến tham gia một số hoạt động tại thủ đô Hà Nội. Việt Nam và Timor-Leste có quan hệ hữu nghị lâu đời. Việt Nam là một trong những nước đầu tiên công nhận mặt trận cách mạng vì một Timor-Leste độc lập, Freitilin, vào tháng 9 năm 1975 kim ngạch xuất nhập khẩu khai nước năm 2023 đạt 15,9 triệu đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu từ Việt Nam sang Timor Leste đạt 15,5 triệu đô la Mỹ, nhập khẩu đạt gần 372.000 đô la Mỹ. Việt Nam và Timor Leste đã ký bản ghi nhớ về thương mại gạo. Năm 2023, Việt Nam xuất khẩu 15.320 tấn gạo sang Timor Leste trị giá gần 8,8 triệu đô la Mỹ. Trong 4 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu 3.866 tấn gạo sang Timor Leste trị giá gần 2,6 triệu đô la Mỹ. Hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác và phối hợp lập trường tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Timor-Leste đã ủng hộ Việt Nam làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Việt Nam và các nước ASEAN đang hỗ trợ Timor-Leste trong quá trình chuẩn bị và tăng cường năng lực tạo điều kiện thuận lợi để quốc gia này gia nhập ASEAN. Ngày 27 tháng 7 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sang Việt Nam chia buồn và viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại buổi tiếp, Ngoại trưởng Blinken đã chuyển lá thư chia buồn của Tổng thống Joe Biden tới Chủ tịch nước Tô Lâm trước sự ra đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong thư, Tổng thống Biden nhắc lại những kỷ niệm và ấn tượng sâu sắc về lần đầu tiên gặp Tổng Bí thư tại Washington DC năm 2015 và tự hào được đứng cùng Tổng Bí thư trong chuyến thăm tới Hà Nội năm trước và cùng nhau mở ra kỷ nguyên hợp tác mới giữa hai nước. Tổng thống Biden nhấn mạnh sự kiện đó là minh chứng cho khát khao chung của nhân dân hai nước chúng ta về hòa bình và thịnh vượng cho tất cả. Đó cũng là minh chứng cho sự quyết tâm của Tổng bí thư trong việc đưa quan hệ hai nước lên mức cao nhất đối tác chiến lược toàn diện. Đất nước Hoa Kỳ sẽ không quên sự lãnh đạo này của Tổng bí thư. Hoa Kỳ hoàn toàn ủng hộ một Việt Nam hùng mạnh, tự cường và độc lập mà Tổng bí thư đã công hiến chọn cuộc đời của mình. Như Đại thi Hào Nguyễn Du đã viết, trời còn để có hôm nay, vén xương đầu ngõ tan mây giữa trời. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đóng vai trò không thể thiếu trong việc xua đi những đám mây từng có lúc che phủ quan hệ hai nước trong 50 năm qua. Chúng ta cùng tưởng nhớ ký ức về Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng việc tiếp nối di sản của ngài và duy trì mối quan hệ hợp tác quan trọng này. Cá nhân Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của một nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược và trân trọng những đóng góp của Tổng bí thư trong việc củng cố và vun đắp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời cảm ơn chân thành tới Tổng thống Biden vì những tình cảm tốt đẹp và thông điệp chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng như cảm ơn Ngoại trưởng Blinken sang Việt Nam để chia buồn cùng với gia quyến Tổng bí thư trong thời khắc đau thương này. Chủ tịch nước chia sẻ, lúc sinh thời, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng rất coi trọng việc phát triển quan hệ với Hoa Kỳ và thường nhắc đến Tổng thống Biden với nhiều tình cảm tốt đẹp. Chuyến thăm lịch sử tới Hoa Kỳ năm 2015 của Tổng Bí thư đã tạo động lực mạnh mẽ, giúp hai nước phát triển mạnh mẽ và trở thành đối tác chiến lược toàn diện như hiện nay ngoại trưởng blinken khẳng định hoa kỳ coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với việt nam và mong muốn hai bên hợp tác chặt chẽ để làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ song phương quan trọng này đồng thời tin tưởng rằng hai bên sẽ tiếp tục phát huy và cùng vun đắp để quan hệ việt nam hoa kỳ ngày càng phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước ngày càng được tăng cường theo đúng ý nguyện của tổng bí thư nguyễn phú trọng ngoại trưởng hoa kỳ chia sẻ sự ra đi của tổng bí thư là tổn thất to lớn đối với quan hệ hai nước đồng thời khẳng định chính phủ và nhân dân hoa kỳ luôn ghi nhớ và tôn vinh di sản của tổng bí thư nguyễn phú trọng đối với quan hệ hai nước nhất là việc thúc đẩy hàn gắn và xây dựng một tương lai vì hòa bình ổn định và thịnh vượng của khu vực và trên thế giới nhân dịp này chủ tịch nước tô lâm và ngoại trưởng blinken bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực của quan hệ hai nước thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị ngoại giao kinh tế thương mại đầu tư an ninh quốc phòng khắc phục hậu quả chiến tranh vân vân chủ tịch nước tô lâm khẳng định việt nam coi hoa kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu của việt nam và hoan nghênh hoa kỳ tiếp tục cam kết ủng hộ một việt nam mạnh độc lập tự cường và thịnh vượng mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện cam kết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Biden nhằm đưa khuôn khổ quan hệ mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và ổn định. Ngoại trưởng Blinken cảm ơn Chủ tịch nước đã luôn ủng hộ mối quan hệ đối tác tốt đẹp Việt Nam-Hoa Kỳ và nhấn mạnh Hoa Kỳ coi Việt Nam là đối tác có tầm quan trọng hàng đầu tại khu vực và khẳng định sẽ tiếp tục cùng Việt Nam củng cố hơn nữa quan hệ song phương, tăng cường hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế trên các vấn đề cùng quan tâm. Góp phần vào thúc đẩy đối thoại hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới, trong đó có các khuôn khổ như đối tác Mekong Mỹ, ASEAN, APEC, Liên hợp quốc, vân vân, đóng góp tích cực vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực cũng như thế giới. Chiều ngày 26 tháng 7, ngày sau lễ an táng, bà Lệ Tăng nhà nước và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có lời cảm ơn toàn văn như sau: ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam ban tàng lễ nhà nước và gia đình tổng bí thư nguyễn phú trọng trân trọng cảm ơn toàn thể đồng bào đồng chí chiến sĩ cả nước đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đã dành những tình cảm sâu nặng niềm tiếc thương vô hạn và sự kính trọng sâu sắc đối với tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến viếng, gửi điện, lời chia buồn, dự lễ truy điệu, tiễn đưa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về với lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, văn hiến, văn minh và anh hùng. Trong những ngày qua, hàng triệu trái tim Việt Nam và bạn bè quốc tế hướng về Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và quê hương Đông Hội, nơi tổ chức lễ quốc tang Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hàng trăm nghìn người dân ở mọi miền tổ quốc không quản đường xá xa, xa xôi không quản nắng mưa thành kính trên suốt tuyến đường tiễn đưa tổng bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng đã có hàng trăm lãnh đạo các nước vùng lãnh thổ gửi thư điện thông điệp chia buồn hàng trăm đoàn quốc tế dự lễ viếng lễ truy điệu và an táng hàng nghìn đoàn với hàng trăm nghìn người dân đến viếng tổng bí thư nguyễn phú trọng hàng nghìn đoàn viếng tại các cơ quan đại diện ta ở nước ngoài một lần nữa bàn lễ tàng nhà nước và gia đình trân trọng cảm ơn tình cảm đặc biệt của đồng bào, đồng chí chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đối với tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đất nước, con người Việt Nam văn hiến và anh hùng. Trưa ngày 26 tháng 7, sau khi kết thúc lễ truy điệu, lễ di quan tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra tại nhà tăng lễ quốc gia chủ tịch nước tô lâm thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn thường trực ban bí thư lương cường đặt tay lên linh cữu tổng bí thư nguyễn phú trọng rời nhà tang lễ tiến về phía linh sa phía sau là phu nhân của tổng bí thư nguyễn phú trọng và toàn thể gia quyến các đại biểu cùng tiễn biệt nhà lãnh đạo cao nhất của đảng cộng sản việt nam đội nghi lễ quân đội rước di ảnh tổng bí thư nguyễn phú trọng bảng khuân huy chương và quốc kỳ Chủ tịch nước tô lâm, thủ tướng phạm minh chính, chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn, thường trực ban bí thư lương cường cùng đưa linh cữu tổng bí thư nguyễn phú trọng tiến về xe linh xa. Linh cữu tổng bí thư nguyễn phú trọng được đặt lên linh xa. nghi thức phủ cờ tổ quốc lên linh cữu tổng bí thư nguyễn phú trọng. gia quyến cùng các đại biểu xúc động trong giây phút tiễn biệt tổng bí thư nguyễn phú trọng.